bỏ con tăng 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 làm sao viết context clue là cái gì? Context clue là mình phải đọc nguyên cái câu á, mình mới ra được ngữ cảnh của nó, chứ mình đọc từng chữ nó không có ra ngữ cảnh đâu. Rất là nhiều người bị cái tật đó, đọc từng chữ xong cái thấy bắt đầu chữ khó phải không? Rồi tra cái video xong lá bụng không biết nó nói gì hết trơn á. Nha, cố gắng mà có bớt đi nha. Bỏ nha. Nha. Ok, yeah. Bây giờ mình có circulatory system. Circulatory system. Rồi bây giờ mình nhìn vô đây mình thấy cái hình. Đúng không? Giờ học từ vựng theo hình nha, đừng dịch tiếng Việt nha. Thì cái cột bự đầu tiên tôi sẽ là heart. Đúng không? Tôi sẽ sao là heart. Rồi, heart xong rồi từ trong cái heart tôi sẽ rẽ ra một cái gọi là cái valve. Aorta, vena cava, vein và atrium. Toàn là từ chuyên ngành thông á. Thấy chưa? Bây giờ mình vẫn biết nó là gì ở đâu trời á. Có những cái mình có thể biết, trong chỗ này tôi chỉ có thể biết được ba chữ thôi. Heart là 1, vein là 2, valve là 3. Valve là cái van đó trời. Đúng không? Valve là van đúng không? Vein là cái vein, vein là gì? Tĩnh mạch. Mạch, tĩnh mạch. Đúng không? Như vậy thì bây giờ tôi sẽ thấy rằng là người ta có những cái chữ in đậm đó ở trong bài. Tôi lấy cái viết tôi dập vô nè. 1 là heart, 2 là atrium, 3 là vena cava, 4 là ventricle, đúng chưa? 5 là pulmonary arteries. Oh, pulmo bữa mới học là gì? Phổi, đúng rồi. Artery là động mạch, động mạch phổi. Pulmonary arteries. Số theo tôi có chữ vein. Thấy chưa? Tiếp theo tôi có chữ aorta. Tiếp theo tôi có chữ capillary. Và chữ cuối cùng của tôi là arrhythmia. Thấy chưa? Dạ. Đồng ý ha? Rồi bây giờ tôi sẽ bắt đầu đọc nha. Thì người ta hỏi circular system là để làm gì? Circular system là để làm gì? Là để pumps nutrients and oxygen. Nutrients and oxygen. Pumps. Pump là bơm đúng không? Bơm gì? Dinh dưỡng oxy. Rồi xong. Thì trong đây tôi chỉ đọc là gì? Circular system pump nutrients oxygen. Giờ tôi còn biết bao nhiêu chữ đó thôi. Rồi bây giờ bơm sao? Tiếp tục tôi có blood lacking oxygen. Blood lack oxygen. Máu mà thiếu oxygen. Là đường ra đường vô. Máu mà thiếu oxygen là ra vô. Ra. Đúng không? Lack oxygen mà nó ra thì coi đường nào. Atrium thì đường đó sẽ ra atrium là gì? Máu mà thiếu oxygen thì nó ra cái gì bên phải? Right atrium. Tâm. Tâm thấp, tâm nhẹ, tâm gì? Tâm thấp. Tâm thấp. Vậy dưới thấp để làm gì? Vậy dưới thấp để làm gì? Bơm thấp đẩy. Bơm, cái nào đẩy, cái nào bơm ra, cái nào hút vô, cái nào bơm ra, cái nào hút vô. Hút vô là bên. Đồ học lâu quá quên rồi. Rồi đọc tiếp đi, tự đoán đi, lát nữa sẽ đoán, tôi không nói mấy chị nghe đâu. Như vậy thì cái atrium là mình ra cái gì? Right atrium là nó chịu trách nhiệm về cái gì? Right atrium là chịu trách nhiệm về cái gì? Máu thiếu oxy. Đúng không? Right atrium, tôi chưa biết vậy thôi, atrium là gì tôi cũng biết luôn. Rồi xong, vậy đi, mình đi tiếp. Nhá. Rồi mình cứ tiếp tục mình đọc và có thể mình sẽ ra cái nghĩa của nó. Sau đó đi vô cái right of the atrium và đi qua cái gì? Vena cava. Rồi vena cava là cái gì không biết luôn, dẹp nó qua bên. Rồi chưa? Như vậy tôi chỉ biết là cái gì?
blood lack oxygen. Lack oxygen sẽ đi qua hai cái chỗ, một là right atrium qua cái vena cava. Được chưa? Rồi sau đó chuyện gì xảy ra tiếp tục? The heart pump cái blood này nè through a valve và đi vào cái ventricle. Đúng không? Qua một cái valve và đi vào cái ventricle. Ok ha. Rồi bây giờ tích cái ventricle rồi, bây giờ nó sẽ đi đâu? Nó thiếu oxy mà. Chắc chắn nó sẽ đi qua pulmonary. Pulmonary là gì? Thuộc về phổi đúng không? Artery là động mạch. Như vậy cái lớn nhất của máu tôi sẽ có là artery. Nhỏ hơn tôi sẽ là vein. Và cái nhỏ hơn cái vein là cái gì? Có một cái ở trong cái bài của mình. Capillary. Đúng rồi, capillary. Nào, như vậy tôi sẽ có đầu tiên là arteries, sau đó là vein, capillary. Và tất cả cái này người ta gọi chung đó là vessel. Vessel, lọc máu. Ok, ta người ta gọi chung đó là vessel. Vessel là một cái gì dùng để chứa chất lỏng. Thì trong đây tôi sẽ có ba loại, trong người mình ra ba thứ. Những cái này là vessel gọi chung. Thì vessel tôi sẽ chia ba loại: artery, vein và capillaries. Đồng ý ha? Alright. Rồi sau đó nó đi đâu rồi mấy chị? Lúc này bây giờ nó không có oxy. Xong rồi nó đi phải đi qua cái atrium, qua một cái đường người ta gọi là vena cava. Sau đó cái heart nó mới pump tiếp tục đi qua một cái valve, đi vào cái right ventricle. Đúng không? Rồi cái right ventricle này, chỗ này thì nó sẽ đi đâu? Nó đi vô pulmonary arteries to the lung. Right? To the lung. Rồi ở cái lung nó được làm gì mấy chị? Receive oxygen. Và khi nó receive oxygen xong thì nó làm gì? Travel back to the heart through pulmonary vein. Nó ra là nó ra pulmonary artery, mà nó vô là nó vô pulmonary veins. Ok? Rồi được chưa? Như vậy thì mình đừng thèm dòm bài nữa. Mình giả nó ra bằng chữ đi. Đúng không? Mình giả nó ra bằng chữ, đừng dòm nữa. Khi mấy anh chị không dòm nữa, đầu tiên mình sẽ có gì? Để mình hiểu cái từ đó nha. Đầu tiên tôi sẽ có gì? Blood. Blood gì? Thiếu. Lacking oxygen. Tôi sẽ đi đâu mấy chị? Đi vô cái right atrium. Atrium qua một cái người ta gọi là, qua một cái gọi là vena. Vena gì? Vena cava. Rồi ở chỗ này nó sẽ tiếp tục đi đâu? Nó đi vô cái gì? Nó còn một cái nữa, nó vô cái gì? Right. Ven. Ok, right ventricle. Ok, ventricle. Đúng không? Right ventricle. Sau đó nó lại đi tiếp tục vô pulmonary. Ok, pulmonary. Pulmonary. Artery. Rồi ở đây nó sẽ đi vô đâu? Đi vô lung. Và ở cái lung nó sẽ lấy cái gì? Oxygen. Nó sẽ lấy gì? Nó receive oxygen. Đúng không? Nó receive oxygen. Sau đó nó đi đâu nữa mấy chị? Sau đấy nó lên cái pulmonary. Rồi tôi khỏi cần học tiếng gì hết trơn á. Nếu mà tôi có chữ chuyên ngành thì tôi sẽ viết ra đóng vậy đó. Thì cái này người ta gọi là circulatory system. Ok, circulatory system. Rồi đi tiếp nha. Rồi sau đó nó làm gì nữa? Nó vô tới đây rồi nó làm gì nữa mấy chị? Heart pumps the blood out to the
lại tiếp tục, nó đi vô đâu nó về hết đúng không? Và cái hết này cái thân nó ra bằng cái gì? Qua một cái người ta gọi là outer. Đồng ý ha? Rồi đi tiếp nè. Inflow through. Nó đi vô capillary. Và nó đi vô capillary để nó làm gì? Deliver oxygen. Right? Deliver the oxygen. Sau đó sao nữa các chị? Hết chưa? The blood travels back through vein and cycle repeat. Cycle repeat rồi. Deliver oxygen xong rồi lúc này nó lại thiếu oxygen rồi lại tiếp tục. Okay? Rồi như vậy cuối cùng người ta nói sao đây? But sometimes disruption in the cycle occurs. But có nghĩa là một cái gì đó. Nhưng mà nó ngược lại cái trên. Nếu mà bình thường thì nó cứ repeat. Nhưng mà nếu nó không bình thường, chắc chắn but sẽ làm cái gì đó không bình thường. Như vậy disruption có nghĩa là nó sẽ xảy ra ở một cái thứ gì đó, nó disruption. Như vậy từ đó suy ra disruption có thể là gì? Một cái sự phá vỡ, một cái sự rối, một cái sự không bình thường, mình cứ nhớ vậy đi. Disruption không xảy ra. Như vậy disruption có thể là gì? Không bình thường. Có thể là the heart may not pump blood effectively. The blood may not pump blood effectively. Và cái quá trình này được gọi là arrhythmia. Rồi xong hết. Circulatory system. Vậy giờ để hiểu được, mình sẽ vẽ nó ra giống vậy. Rồi mình sẽ hiểu các bạn. Ok ha. Còn mấy cái từ nghĩa là gì ha, từ từ mình đọc tới đâu mình sẽ ra nghĩa của nó. Ok chưa? Rồi xong ha. Rồi, như vậy mấy anh chị làm ơn làm dùng tôi cái phần reading điền vào chỗ trống từ 1 đến 5. Thấy ở dưới không? Rồi chưa? Dựa vào những cái biểu đồ này ha, mình điền vô nha.